đủ quyền lợi. Các bạn có nhìn thấy slide không? Dạ có. À có. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Hôm trước thì chúng ta đang giới thiệu đến nhóm chiến lược thứ tư, chiến lược đối ngoại. Trước khi đi vào những vấn đề tiếp theo của chương thứ hai thì thầy xin hỏi cả lớp ạ, các bạn sẵn sàng trả lời câu hỏi nhé. Ở trong bốn nhóm chiến lược mà chúng ta đã từng thầy đã từng giới thiệu, gồm có chiến lược tăng trưởng tập trung, chiến lược chiều dọc, chiến lược đa dạng hóa và chiến lược đối ngoại liên minh hợp tác. Bây giờ thì có bạn nào để giới thiệu một cái công ty ABC nào đó và họ đã thực hiện một cái loại chiến lược gì? Nó áp dụng trong cái bốn cái nhóm chiến lược đó thì công ty này đã áp dụng cái chiến lược gì ạ? Rồi xin mời các bạn xung phong trả lời ạ. Alo. Có bạn nào giới thiệu để chúng ta trực tiếp phân tích một công ty ABC nào đó trong các nhóm chiến lược mà chúng ta đã thực hiện? Alo, có bạn nào phát biểu ạ? Lấy một công ty nào đó của Việt Nam kiểu như nhóm hàng đầu của một ngành nào đó, Vinamilk hay là Hòa Phát hay là Maxan chẳng hạn. Xin mời phát biểu ạ. Nó phải trầm lắng nghe. Năm thứ tư đến nơi rồi, năm thứ ba rồi. Đa dạng hóa thì điển hình là công ty tập đoàn Unilever của Việt Nam ạ. Với các Vâng. sản phẩm đa dạng như là Omo, Sunsilk, Do, Lifebuoy, Clearpol, Vaseline ạ. Vâng. Dạ, hiện nay thì tập đoàn Unilever đang kinh doanh ba dòng sản phẩm chính như là các dòng sản phẩm về thực phẩm cho chế biến và ăn uống, các dòng sản phẩm vệ sinh, chăm sóc cá nhân và giặt tẩy quần áo, đồ dùng trong nhà. Và công ty đang chiếm dạ và công ty đang chiếm lĩnh khoảng 50 đến 60% thị phần tại Việt Nam về cung cấp các loại sản phẩm chăm sóc cá nhân gia đình ạ. Vâng. Dạ. Đấy là một mô hình phát triển đa dạng hóa Dạ. của tập đoàn Unilever. Dạ. Ba mảng. Hoạt động chính là thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, Dạ, chăm sóc cá nhân ạ. chăm sóc cá nhân, rồi mảng gì nữa? Dạ, cho các dòng sản phẩm giặt tẩy cho quần áo và đồ dùng trong nhà À. như nước xà phòng, comfort. Vâng. Vậy thì đây là mô hình đa dạng hóa gì ạ? Dạ, công ty đã kết hợp cả đa dạng hóa đồng tâm và đa dạng hóa ly tâm. Đa dạng hóa đồng tâm là trong dòng sản phẩm trong các dòng sản phẩm ví dụ như là dòng sản phẩm vệ sinh cá nhân thì
công ty đã sản xuất các sản phẩm cùng cùng là dầu gội như là Clear, Pol, Sunsilk. Còn đa dạng hóa ly tâm là ở chỗ là công ty đã thực hiện các dòng không không liên quan đến nhau, như là dòng chế biến các sản phẩm đồ ăn và sản phẩm vệ sinh chăm sóc cá nhân và giặt giặt tẩy ạ. Và như vậy thì đây là một công ty đa dạng hóa, và đa dạng hóa xét trên một phương diện nào đó thì họ liên quan đến lĩnh vực mỹ phẩm và thực phẩm. Cái tính tương quan ở đây thì trên thực tế thì nó cũng có, kể cả thực phẩm và mỹ phẩm thì nó cũng liên quan đến những vấn đề liên quan đến hóa chất. Chúng ta trong vấn đề về đa dạng hóa thì chúng ta thấy rằng là đa dạng hóa nó có ở nhiều cấp độ khác nhau. Ở cấp độ cao nhất là đa dạng hóa ly tâm. Đó là gì? Là nó đa dạng hóa ra các ngành nghề và lĩnh vực hoàn toàn mới, và nó không liên lạc, không có nhiều mối liên hệ với nhau. Thì đó là mức đa dạng hóa cao nhất. Cái mức đa dạng hóa thứ hai là đa dạng hóa đồng tâm, tức là đa dạng hóa ra nhiều ngành nghề nhưng ở trong cùng một cái lĩnh vực nào đó. Và nhóm đa dạng hóa thứ ba là đa dạng hóa thấp nhất, đó là đa dạng hóa sản phẩm. Về mặt nguyên lý thì gần như là các doanh nghiệp đều đều tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, nó chỉ là ở mức độ thấp hay là cao mà thôi. Còn chúng ta nói đến đa dạng hóa thì chúng ta nói đến đa dạng hóa ngành nghề. Trong chiến lược phát triển đa dạng hóa thì chúng ta nói đến đa dạng hóa ngành nghề. Còn cái đa dạng hóa về sản phẩm thì đó là cái mức độ rất là thấp, và gần như là tất cả các công ty thì đều phải đa dạng hóa sản phẩm. Cho nên là khi chúng ta nói đến đa dạng hóa là chúng ta nói đến đa dạng hóa ngành nghề. Còn làm dầu gội, làm thức ăn mà có nhiều cái loại sản phẩm khác nhau thì đó là trong vấn đề đa dạng hóa ở marketing. Vâng. Rất cảm ơn bạn bạn Hoa. Dạ cảm ơn thầy ạ. Rồi, chúng ta vừa nghe bạn Đinh Thị Quỳnh Hoa giới thiệu. Xin mời có bạn nào giới thiệu một cái mô hình khác ạ? Bây giờ sẽ ra bài tập như sau.